Thanh Ly xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thanh Ly. Thưa quý vị, hôm nay trong tập 783, gửi đến quý vị một chủ đề khá là nóng hổi liên quan đến một sư cô tự nhận mình là người sáng lập ra đạo nhân quả. Và ngày hôm qua, sư cô này đã tấn công sư Minh Tuệ. Câu chuyện như thế nào? Xin mời quý vị lắng nghe cái chủ đề ngày hôm nay. Thưa quý vị, chuyện mà con đường tu tập nhiều kiếp nạn, đó là một câu chuyện chúng ta đã thấy được nhiều nhất là qua câu chuyện đi thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng. Đối với sư Minh Tuệ, thưa quý vị cũng vậy. Những kiếp nạn này đến ở nhiều góc độ khác nhau. Thanh Việt đã từng có một bài nói chuyện về 6 người, 6 loại người đang gây ra những cái kiếp nạn cho sư Minh Tuệ. Thì ngày hôm nay, Thanh Việt muốn trình bày với quý vị câu chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua liên quan đến một ma tăng mà sau chương trình hy vọng quý vị sẽ nhận thấy đây là một ma tăng giả. Tại sao lại có ma tăng giả và ma tăng thiệt? Thưa quý vị, ma tăng thiệt đó là những người thực sự họ đi tu nhưng mà cái tâm của họ chưa thoát ra được những cái tham sân si, thì cái đó Thanh Việt gọi là ma tăng thiệt. Còn những người đó quý vị, họ không có tu, họ giả tu. Nhưng quý vị, họ giả tu, họ đóng lớp thầy tu để làm gì? Để tìm đủ mọi cách phá rối Phật giáo, hoặc là được những cái đồng tiền đằng ma thí chủ bố thí. Thưa quý vị, cả hai ma tăng thiệt và ma tăng giả đang quấy rối sư Minh Tuệ. Sau chương trình, sau khi mà Thanh Việt trình bày với quý vị cái sư cô quậy phá sư Minh Tuệ ngày hôm qua đó quý vị, thì quý vị sẽ cùng với Thanh Việt trao đổi về cái hạnh đầu đà và thế nào là trung đạo. Vì đây là cái câu chuyện mà đã được tranh cãi ngày hôm qua một cách kịch liệt. Giữa cái sư cô được gọi là người sáng lập ra cái đạo nhân quả với nhóm người ủng hộ cho sư Minh Tuệ. Và cuối cùng, tại sao sư Minh Tuệ lại chọn hạnh đầu đà, một cái khổ hạnh như vậy? Thưa quý vị, trước khi bắt đầu chương trình, Thanh Việt cũng có câu kết luận riêng. Sư Minh Tuệ chọn hạnh đầu đà đơn giản là vì người muốn đoạn tiệt hết tất cả những cái tham sân si để làm gì? Để được giải thoát. Còn ma tăng thì đây là ma tăng thiệt, họ chọn cái lục dục. Lục dục là gì quý vị? Lục dục là những thứ vui, những thứ sung sướng để giải thoát. Thì câu hỏi được đặt ra và quý vị sẽ có câu trả lời là quý vị nghĩ ma tăng nếu họ chọn lục dục họ có được giải thoát không? Đây là một câu hỏi thú vị. Chúng ta cần phải có sự suy nghĩ để có câu trả lời. Thưa quý vị, con đường tu tập của sư Minh Tuệ cũng giống như là thầy trò Đường Tăng vậy. 5 năm, ông đã bước ra đi. Dọc theo chiều dài của đất nước, từ miền Trung ra đến ngoài Bắc, rồi từ ngoài Bắc trở vào miền Trung và vào tới miền Nam. 5 năm rồi, sư Minh Tuệ rất là ung dung tự tại, không có một cái điều gì cả, vẫn đi theo hạnh đầu đà. Nhưng mà thưa quý vị, dĩ nhiên thời gian thay đổi. Sư Minh Tuệ hiện nay đang đối mặt với rất nhiều kiếp nạn. Có thể là những kiếp nạn đó nó chưa hiện hình ra, nhưng nó đã báo động. Và đâu đó, ngày hôm qua, đó là một trong những cái kiếp nạn đầu tiên. Khối lượng người trên mạng xã hội, một mặt là đưa thông tin mô tả thầy sư Minh Tuệ như là một diễn viên Hollywood, rồi một mặt đối với vị thì lại cập nhật thông tin cho mạng xã hội. Vì vậy người ta gọi là con dao hai lưỡi, đúng không quý vị? Cái việc mà cập nhật thông tin thì thật là tuyệt vời. Tuy nhiên nếu cập nhật 24 tiếng trên 24, 24 trên 24 đối với vị, thì đây là một điều không thể tưởng. Thanh Việt đã chứng kiến một cái tấm hình chụp ngay cả lúc mà sư Minh Tuệ đi vệ sinh, đi tắm. Thì ôi thôi,
Đây là một cái chuyện mà không ai chấp nhận, đúng không quý vị? Không ai chấp nhận được. Hàng trăm người vì sự kính trọng, mến mộ và quý sư đã tiếp đón sư. Vì sư là một người nhiều hạnh, quá là nhiều hạnh, hạnh khổ. Sư đã bỏ qua tất cả những cái lục dục để đi theo con đường giải thoát. Và con đường giải thoát này là đi theo hạnh Đầu Đà. Để được cái giải thoát này thì phải hủy diệt cái tham sân si buồn phiền và ngã mạn. Thưa quý vị, liệu sư Minh Tuệ có hủy diệt được cái sân si, cái buồn phiền khi mà phải đối mặt với hàng trăm người cứ theo sư mỗi ngày 24 tiếng không quý vị? Thưa quý vị, rất là khó. Cái đó là những người, hai nhóm đầu tiên đó quý vị, còn gọi là hiền hòa. Nhưng mà cái nhóm mà thực sự sẽ đưa sư Minh Tuệ, Minh Tuệ vào cái con đường mà thưa quý vị có thể là chấm dứt cái cuộc đi của ông. Đó là những ma tăng. Trong đó có cả giáo hội một phần nào đó đã tạo một cái sức ép cho sư Minh Tuệ. Ông phải chọn một con đường thích hợp cho cả đôi bên, vừa cho sư Minh Tuệ mà vừa cho giáo hội ban tuyên giáo trung ương. Đây là một câu chuyện mà thưa quý vị, Thanh Việt tiên đoán rằng không sớm thì muộn sẽ phải xảy ra. Con đường mà sư Minh Tuệ chọn 3-4 năm nay có thể là sẽ phải kết thúc, và sư Minh Tuệ sẽ phải không thể nào đi khất thực theo hạnh Đầu Đà như vậy nữa đâu. Bây giờ là sư đã quá nổi tiếng, cái sự nổi tiếng mà thực sự sư không muốn. Nhưng quý vị, sư không muốn. Thì ngày hôm qua, một sư cô, thưa quý vị, đã nhận mình là người tạo nên cái đạo nhân quả. Thì thật sự quý vị, từ hồi trước đến giờ, Thanh Việt chưa bao giờ nghe cái đạo nào là đạo nhân quả. Có quy luật nhân quả thì có, nhưng chưa bao giờ nghe cái đạo nhân quả. Và sư cô này đã xuất hiện một thời gian, đi cùng với cái đoàn người này, giữ một khoảng cách. Tuy nhiên ngày hôm qua thì sư cô này đã đi gần lại đoàn. Và quý vị, nếu quý vị nghe xong cái đoạn này, thì quý vị sẽ hiểu được tại sao Thanh Việt gọi là sư cô là một ma tăng giả, chứ không phải ma tăng thiệt. Nha quý vị, giả nhưng mà lại là ma tăng. Thì đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe cái đoạn video dài khoảng 7 phút này. Xin mời quý vị. Con muốn kính thưa chú là các chú đang nói đến thầy Minh Tuệ và chú hỏi con là tới đây làm gì đúng không? Thì thầy Minh Tuệ đã đang đi trên con đường vi hành của thầy, và con thầy đi từ Bắc và Nam, và con sẽ đi từ đây và mũi Cà Mau. Đấy là hạnh nguyện của con. Chú là sách mà chúng con theo ra giúp cho nhân sinh, nếu như nhân sinh là hướng duyên thì chúng con sẽ kính tạ. Đây là sư cô mà thầy Minh giới thiệu với quý vị đó vị. Người đã tạo nên cái đạo nhân quả. Sư cô nói rằng, sư cô này nói rằng sư Minh Tuệ đó là đi từ Bắc vào Nam, thì sư cô cũng đi từ ở miền Trung vào tới Cà Mau. Nha quý vị. Nhưng mà khổ một nỗi đó quý vị, là tại sao lại không chọn ở cái thời điểm khác, lại chọn đúng vào cái thời điểm mà sư Minh Tuệ đang đi, thì gia nhập với đoàn và đi cách xa ra, rồi đưa ra những cái cuốn sách. Nha quý vị, tự viết, được gọi là 13 hạnh nguyện, trong đó đề luôn cả tên của sư Minh Tuệ ở phía bên ngoài. Thưa quý vị, khen ngợi hay là đả phá đều không được. Nha quý vị, khen ngợi hay đả phá đều không được. Khi mà mượn tên của một người khác để vào cuốn sách của mình để phát hành, để quảng cáo cho mình, đó là một điều thực sự không nên. Còn nếu mà đả phá đó quý vị, thì là càng một điều không nên nữa. Vì nếu là sư cô là một người tu thật sự, đi chê bai một người tu khác, thì cái điều đó thực sự là không nên. Huống chi, nha quý vị, đây là không phải là một tu sĩ Phật giáo như là giáo hội và sư Minh Tuệ
đã thông báo với mọi người. Nhưng đối với Thanh Việt và tất cả quý vị, dù là một cư sĩ, nhưng chúng ta xem đây là một cư sĩ nha quý vị, đã gần như là đắc đạo. Sư Minh Tuệ biết, chúng ta có thể là tôn xưng ông lên là một người đắc đạo. Tuy nhiên, cái việc ông làm đó quý vị, thì thật sự là một điều mà khó ai thực hiện được ở ngay cái thời điểm hiện tại. Bây giờ Thầy Việt xin mời quý vị cùng chúng ta cùng nghe tiếp nha quý vị. Sư cô đang nói về cái điều đó quý vị, đó là dựa trên một cái điều mà có thể là quý vị cũng nghe thấy trên mạng xã hội. Họ nói rằng Đức Phật sau nhiều năm đi tu khổ hạnh, và rồi Đức Phật đã nhận thấy rằng cái việc tu khổ hạnh đó là không được, khó lòng mà đắc đạo được. Vì thế mà Đức Phật đã chọn một con đường gọi là trung đạo. Tí nữa Thanh Việt sẽ giải thích cho quý vị cái điều mà sư cô này đang dối trá chúng ta. Nhân quý vị, khi sư cô này nói rằng Đức Phật đã gọi là hủy cái hạnh đầu đà, tự vì nó gian khổ quá, nó khó khăn quá, nên yêu cầu mọi người là không thực hiện. Cái điều này là giả dối. Nhân quý vị, tiếng Việt nó rất là phong phú. Tí nữa Thanh Việt sẽ giải thích cho quý vị có thật sự là Đức Phật yêu cầu mọi người xóa bỏ cái hạnh đầu đà hay không. Thì đây, xin mời quý vị nghe tiếp nha. Ở đời đã khổ mà vào đạo còn khổ hơn thì ai mà chịu nổi. Ý cô là vậy. Là họ đang tranh luận về cái chữ là có hành xét hay là trung đạo, để sướng hơn một chút đó quý vị. Sư cô hơi ngập ngừng khi nói về 13 cái hạnh đầu đà nha quý vị. Không nói đủ hết 13 hạnh. sư cô này không kể được quý vị à, sư cô ma tăng giả mà quý vị. Chúng con sẽ sống theo những nền đạo đức tinh hiền, làm sao giúp cho thân tâm của mình loại bỏ được những tham sân si ngã mạn trong người, mong cầu giúp cho mình sống với lòng từ bi hỷ xả. Vậy thì khi mà quý thầy cô nói nha, thực hiện 13 hạnh đầu đà, ép thân ép xác để làm gì? Bây giờ con hỏi ngược lại. Ép sân ép xác để làm gì đó quý vị? Thứ hai nữa là đó là chúng con luôn sống với lại 16 chữ vàng. 16 chữ vàng là như thế nào? Thưa quý vị, lần đầu tiên Thanh Việt nghe được là một cái đạo mà sống theo 16 chữ vàng, nghe nó quen quen nha quý vị. 16 chữ vàng nghe nó quen quen. Chẳng với 16 chữ vàng không? Vì thực tế hàng ngày chúng con tu tập ở đây là quý thầy cô đã trợ duyên cho chúng con rất nhiều. Nếu như trong tâm mà thọ nhận của Đà La Kiến Thí một hạt cơm, một giọt nước mà chúng con không biết biết ân, nợ ân, trả ân vô lượng, thì làm sao chúng con tăng trưởng được lòng từ bi hỷ xả? Làm sao chúng con chuyển trường được cái ngã mạn tham sân? Rồi tiếp theo nữa là chúng con sẽ sống với 16 chữ thánh cầu. Đó là muốn có hạnh phúc thì mỗi ngày phải mang đến hạnh phúc cho người. Vậy thì làm sao để mình có thể mang đến hạnh phúc cho người đây? Thì lúc nào trong tâm mình cũng phải luôn có một từ biết ân, nợ ân người vô lượng.
thương tính người Phật người. Vậy thì khi đã giúp làm... Thưa quý vị, quý vị nhìn thấy đôi mắt của cô đó quý vị, và cái sự đối đáp đó, thay vì nghĩ rằng cô đang học thuộc lòng, và cái sự nối kết của các câu đó quý vị, nó không có dính liền với nhau, trả lời rất là bâng bâng quơ quý vị. Khi tu hành thì có phải là những điều đó là con đường cuối cùng để mình tu hành không? Đến với Đức Phật như thế nào là giải thoát? Con kính thưa chú là Đức Phật thực tế là ở trong tâm mình không còn ngã mạn sân si, không còn mong cầu, không còn nguyên ái, tự tâm mình luôn cảm thấy có lỗi lỡ ân vô lượng, đấy chính là mình. Như là một người họ thuộc lòng quý vị ạ. Chứ đâu phải chờ đợi đến khi mà cận tử nghiệp mình mới về đến Đức Phật. Nếu như ở ngay hiện tại này mà mình vẫn còn ngã mạn sân si, vẫn còn mong cầu, vẫn còn muốn đòi hỏi hơn điều này hơn điều kia, thì đấy mình đâu có gọi là Đức Phật, mà thực tế mình đang sống trong cái tham vọng của mình, trong cái mong cầu, nguyên ái của mình. Có thưa ơi, là 13 hạnh đầu đà mà chúng con đang thực hành đó, trên con đường chúng con thực hành đó là 13 hạnh đầu đà. Mà đấy là 13 hạnh đầu đà mà đạo nhân quả chúng con có 13 hạnh đầu đà. Tức là bà con hoảng sợ đó quý vị. 13 hạnh đầu đà của cái đạo nhân quả. Lần đầu tiên anh Việt nghe 13 hạnh đầu đà loại mới nha quý vị. Một cái điểm đặc biệt đó quý vị. Quý vị thấy người đàn ông đứng phía đằng sau cái sư cô này không quý vị? Là một nhân vật khá quen của cái drama chị Hai nha quý vị nha. À, quý vị thấy người đàn ông đứng đằng sau đó quý vị, đang cầm cái phone đó nha, quay Sico đó. Đây là một người khá là quen. Cô là trả lời cho em nhé, sư cô là thuộc đạo nào? Con thuộc đạo nhân quả. Thuộc đạo nhân quả rồi. Tại sao sư lại không đặt một quyển sách ra mà đúng là đạo nhân quả, mà tại sao lại phải lấy tên của thầy Minh Tuệ? Chúng con cũng có sách đạo nhân quả mà. Vâng, nhưng mà tại sao không lấy tên của đạo nhân quả, tại sao lại lấy tên của thầy Minh Tuệ? Vì chúng con là viết sách về 13 hạnh đầu đà rồi của Đức Phật đúng không? Rồi. Và con, thầy Minh Tuệ đã là Đức Phật chưa? 13 hạnh đầu đà của Đức Phật. Của Đức Phật rồi. Và 13 hạnh đầu đà của thầy Minh Tuệ. Ủa sao lại 13 hạnh đầu đà bởi vì là thầy Minh Tuệ đang thực hành pháp tu 13 hạnh đầu đà đúng không? Rồi, Đức Phật. Rồi, của Đức Phật. Phải nhắc lại của Đức Phật. 13. Chứ không phải là không phải của đạo. Cái này đang học tục lòng đó quý vị, và bị rối chi nha. Tại sao lại lấy của thầy Minh Tuệ để làm cái cuốn sách đó để đi truyền bá? Thì vì thầy Minh Tuệ đang thực hành hạnh 13 hạnh đầu đà. Người ta làm thế nào thì cũng được, mình sẽ có sự so sánh này. Thầy Đức Phật đã thưa quý vị, làm một phép so sánh là đã không được rồi nha quý vị. So sánh một người tu này với một người tu khác, đối với cái người mà đi so sánh đó quý vị, nhất là một vị chân tu lại càng không nên. Thì thanh niên biết được ngay đây là một ma tăng thật sự, ma tăng mà ma tăng giả nha quý vị, chứ không được đến nỗi ma tăng thiệt nữa. Mình không có phủ nhận là 13 hạnh đầu đà khổ hạnh là không mang đến cho con người ta có thể dục được, có những cái lợi ích nhất định về những ví dụ như từng giai đoạn, về từng điều kiện, tức là từng thời kỳ khác nhau, mà mình không thể là bỏ qua cái đó được. Chính thưa chú là ví dụ như là từ bỏ tham sân si, là khi các chú hỏi con này tâm con có sân không, nếu như mà tâm con sân cái này là chuyên nghiệp rồi quý vị. Để nói là cô nói rằng cô đã bỏ được tham sân si rồi, cô đâu có nổi sân được khi mà mọi người thách đố cô nha quý vị. Con đường để diệt trừ tham sân si. Đúng không? Để diệt trừ tham sân si. Mà muốn diệt trừ được tham sân si thì con phải sống được với những lệnh đạo đức chính. Khi mà mình từ bỏ được rồi thì mình mới đi truyền bá. Vậy thì khi mà mình biết được là trên con đường mình tu học đã có những cái lợi lạc như vậy, tại sao mình không giúp cho những nhân sinh cần tìm hiểu để nhân sinh cùng được thực hành với mình? Đến bây giờ là sư cô là được lợi như thế nào mà gọi là được lợi lạc? Con bây giờ con đã cảm giác là ngày con khỏi chai một bữa con rất là an lạc, con sống không có danh không có lợi, con sống theo duyên nhân quả. Nhân quả trợ duyên cho con như thế nào, con thực hiện như vậy. Nhưng mà sư cô đang rất là sân si. Cho quý vị biết tại sao sân si không quý vị? Là vì đi kích bác cái đường lối tu của sư Minh Tuệ. Vậy là mình đã sân rồi đó quý vị. Hay là một mình đi một đường? Bởi vì con là con vào mũi Cà Mau mà. Con vào mũi Cà Mau còn thầy đi tới Hạnh Bộ. Còn con là đi hành trời ơi. Đi theo con đường. Hành trời ơi. Đi bằng hành trời ơi là rất nhanh, chứ không phải là có như chấp như thầy Minh Tuệ. Nếu như mà thầy Minh Tuệ đi từ đây mà đến hết đất Quảng Bình á, là sư cô có thể là đi qua mũi Cà Mau rồi. Mà lúc nào cũng thấy sư cô đi đằng sau là sao? Lúc nào cũng đi đằng sau đó nha quý vị. Con mới tới đây thì rõ ràng là bây giờ con đặt chân đến đây, còn thầy đi trước thì thầy phải tới trước, thì con tới sau thì con phải tới sau, chứ là sao mà con tới trước, con tới sau mà con vượt qua thầy được? Điều đó là sai chân lý của. Là cứ để thầy đi trước đi, rồi bắt đầu mình đi xe hơi đi phía sau, rồi coi như ba chỗ nào là mình dừng chỗ đó, chỗ mà nào mà thấy đông người là mình dừng hay sao? Không phải, điều đó là sai. Con tới là ngày mai là ngày. Thì chỗ đông người thì mới truyền bá được chứ? Không phải, ngày mai là ngày 22 tháng 5 đúng không? Là ngày thành lập đạo nhân quả.
thì hôm nay con phải tới trước một ngày chứ. Ngày 22 tháng 5, ngày 22 tháng 5 là tức là ngày hôm nay đó quý vị, thành lập đạo Nhân Quả. Chuyện này là khá thú vị nha quý vị. Đạo mà được thành lập vào ngày dương lịch. Khá thú vị. Đạo Nhân Quả là thành trung thấy là coi như ni với tăng là như là live stream chung, đúng rồi. Đúng rồi, con live stream luôn đó. Cái gì nhà tu online mà. Tu online. Cái đó thì con không có biết, bởi vì đây là con đi có một mình. Bởi vì con là con thực hiện trên con đường. Vì là không phải là ý là bây giờ là chưa đi với một mình, như hôm bữa là đi 4 5 người. Nguyên một băng mà. Đấy là chú nói là 4 5 người nhưng mà trong đó có hình của con đâu. Con đâu có đã đi tới đâu. Ni lại bảo là ni là những tăng ni đầu tiên của đạo Nhân Quả. Thì đúng rồi, bởi vì con là những tăng ni đầu tiên, con mới có hạnh nguyện là đi như thế này. Quý vị thấy sao quý vị? Thưa quý vị, họ tranh cãi với nhau rất là nhiều cái câu chuyện về hạnh đầu đà, về cái câu chuyện dựa vào cái ý của Đức Phật. Họ nói rằng Phật muốn mọi người đi theo con đường trung đạo, nhớ quý vị, ép buộc mọi người đi theo đường trung đạo. Bây giờ lại tự đâu lò ra một vị lại đi theo cái hạnh khổ sở, khổ hạnh, hạnh đầu đà. Vì vậy mà sư cô này cô mới đi theo sư Minh Tuệ. Sư Minh Tuệ đi đến đâu người ta quý đến đó, thì sư cô này sẽ đưa ra một cái ý kiến trái chiều. Như vậy là mình đã làm cái gì quý vị? Sân rồi. Mình đã thật sự là mình sân rồi đó quý vị ạ. Cho dù ví dụ cái đường lối tu của sư Minh Tuệ là sai thì mình cũng không nên đi theo đằng sau người ta, nhưng quý vị, mà mình bài bác, mình chê bai, rồi mình nói như là một bài học thuộc lòng. Cái đây nó giống như là bị một ai đó quý vị thuê rồi quậy phá. Cái sự quậy phá này dĩ nhiên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sư Minh Tuệ, nhưng phần nào đó nó làm cho cái việc tịnh tâm của sư Minh Tuệ sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Kính thưa quý vị, trước khi mà mình nói về cái sự ảnh hưởng như thế nào đến với sư Minh Tuệ thì cho phép Thanh Việt được nói như thế này. Từ trước đến giờ đó, quý vị nghe đến giáo lý, nha quý vị. Quý vị nghe đến cái giáo lý nhà Phật là nhiều. Trong đó có cái giáo lý về nhân quả, chứ không có cái đạo nhân quả. Nha quý vị, giáo lý nhân quả đó là do Phật Thích Ca, Ngài đã thuyết giảng dựa vào cái tuệ giác cao siêu của Ngài để thấy được cái quá khứ, hiện tại và vị lai. Rồi từ đó Đức Phật mới cho mọi người biết. Và Ngài nói rằng Ngài không phải là người sáng tạo ra cái nhân quả, và Ngài không thể nào thay đổi được cái nhân quả của một người. Đây là một cái điều quan trọng, nhất là khi chúng ta đối chiếu với những điều mà Thầy Quang ở Vũng Tàu đang hù dọa Phật tử. Trong chương trình ngày mai thì Thanh Việt sẽ trở lại nói một cách chi tiết về cái chuyện hù dọa của Thầy Quang ở dưới Vũng Tàu. Đức Phật đã nói Ngài không thể nào ảnh hưởng, không thể nào can thiệp và cũng không chế ra cái nhân quả, mà vì cái tuệ giác của Ngài nên Ngài đã thấy được cái chuyện quá khứ, chuyện hiện tại và chuyện của tương lai. Quá khứ là từ nhiều đời kiếp trước. Nói quý vị, những gì mình làm hiện nay và mình có hiện nay là có thể là được cái nhân quả từ nhiều đời kiếp trước, chứ không phải ngay ở cái đời này không. Rồi sao quý vị? Ngài, tức là Phật Thích Ca đó quý vị, thấy được cái quy luật nhân quả, và rồi Ngài hướng dẫn mọi cá nhân thấy được, hiểu được và tự quyết về cái nhân quả của mình. Vì vậy không có cái chuyện đạo nhân quả ở đây. Và cái điểm đặc biệt mà quý vị thấy đó quý vị, là sư cô này bối rối đến nỗi nói là ngày hôm nay, ngày 22 tháng 5 là ngày sáng lập hay thành lập gì đó, sư cô dùng cái danh từ đó quý vị, của đạo nhân quả. Thì đây là một cái chuyện mà khá là lạ đời. Thường thường trong cái lịch sử châu Á của chúng ta đó quý vị, nhất là về tôn giáo đó nha quý vị, thì chúng ta nói về ngày âm lịch chứ không ai nói về ngày dương lịch. Thưa quý vị, không phải là ngày Chúa ra đời mà ngày dương lịch. Rồi sao đâu quý vị, cá nhân đó đó quý vị, họ tự họ muốn giữ được
cái quả tốt họ đang có thì họ phải làm gì? Rồi nếu mà họ đang có cái quả xấu thì họ phải làm gì để chuyển hóa hay là giảm bớt cái quả xấu? Đúng không quý vị? Rồi, tất cả những cái quả tốt hay quả xấu đó là những cái nhiều đời, nhiều kiếp trước chứ không phải ở cái đời này không. Kính thưa quý vị, không phải ở đời này không. Vậy thì quý vị thấy cái mục đích của sư cô này là gì? Thứ nhất, cô tự chế ra, cô đến từ đạo nhân quả. À, bỏ qua cái chuyện cái đạo này có được cơ quan nhà nước Mặt trận Tổ quốc công nhận hay không, chúng ta bỏ qua cái chi tiết đó. Nhưng thưa quý vị, từ hồi cha sinh mẹ đẻ, không biết quý vị làm sao chứ Thanh Việt chưa bao giờ nghe thấy cái đạo gọi là đạo nhân quả. Giáo lý thì có giáo lý nhân quả nha. Vậy là cái mục đích của sư cô này làm gì quý vị? Phá đám. Phá đám cái gì? Không phải phá đám những người đi theo, mà phá đám sự hành trì hạnh đầu đà của sư Minh Tuệ mà ông đang theo đuổi trong nhiều năm qua. Vậy là ngoài những cái YouTuber, những người hâm mộ quá đáng đã làm cho tâm của sư Minh Tuệ không tịnh, thì thưa quý vị, lại có sự xuất hiện của những ma tăng giả. Những ma tăng giả này tiếp cận cái phái đoàn, cái nhóm người của thầy Minh Tuệ, đi cùng với thầy Minh Tuệ, để làm gì? Không trực tiếp thì cũng đâu đó ảnh hưởng một phần nào đến những cái sự mất an ninh trật tự, sự tranh cãi, tranh luận, và rồi sẽ dẫn đến sự chú ý. Và quý vị, và rồi sư Minh Tuệ sẽ không còn tịnh tâm được nữa. Mà khi mà không tịnh tâm đó quý vị, thì dễ dàng nổi đến sự sân và si. Sư cô không phải làm như là những gì mà mình học thuộc lòng mình nói. Có nghĩa là sư cô nói rằng tôi muốn hướng chúng sanh đến một cái con đường tu học khác, hay là một cái đạo khác như là sư cô nói. Đây không phải là đạo Phật nha quý vị nha. Sư cô nói là sư cô từ đạo nhân quả, hay là bị học rồi bị hiểu, học lầm, học quên. Người ta là giáo lý nhân quả, chứ không ai gọi là đạo nhân quả. Rồi sư cô làm gì quý vị? Sư cô đã thể hiện được một cái sự ghen tị. Ghen tị. Ghen tị với cái sự khổ hạnh của sư Minh Tuệ. Vì cái điều này đó quý vị, nó thể hiện được trong cái lời nói của sư cô này. Sư cô nói rằng tôi phải viết cái cuốn sách, xuất bản cái cuốn sách cho mọi người để nói về cái cách tu hạnh đầu đà của sư Minh Tuệ là không đúng. Tu thì phải tu như sư cô, theo đạo nhân quả. Và sư cô cũng chế luôn là đạo nhân quả cũng có 13 hạnh đầu đà. Thưa quý vị, đây là chuyện lạ. Nó trở thành là một cái phát minh khá mới đó nha quý vị. Mặc dù khi mà người ta hỏi rằng thế 13 hạnh đầu đà đó là cái gì, thì sư cô này không trả lời được. Nha quý vị, 13 hạnh đầu đà của Đức Phật sư cô cũng không trả lời được. Và 13 hạnh đầu đà của đạo của sư cô cũng không trả lời được. Mục đích của sư cô cuối cùng đó quý vị là gián tiếp làm cho tâm của sư Minh Tuệ không an. Mà khi không an đó quý vị thì dễ bị mất phương hướng. Và khi mà mất phương hướng đó quý vị thì người ta sanh ra phiền muộn và sân si. Đây là hai cái điều mà cái mục đích của sư Minh Tuệ, ông đã đi dọc theo chiều dài của đất nước là để làm gì quý vị? Để hủy diệt cái sự phiền muộn trong lòng của ông, cái sự tham sân si nổi lên trong lòng của ông, và để diệt được cái phiền muộn, cái tham sân si, thì ông đi theo hạnh đầu đà, ông đi theo khổ hạnh. Từ những cái khổ hạnh đó, ông sẽ không nảy ra được cái sân si, cái lo lắng, cái phiền muộn. Đó là cái phương tiện để ông đoạn trừ phiền não và sân si. Đó, chúng ta phải hiểu rõ tại sao mà đi hạnh đầu đà. Tại vì ông muốn sử dụng cái phương tiện đó, cái phương pháp đó để hủy diệt cái sân si nổi lên trong lòng của mỗi con người. Tại vì ai sinh ra trong cõi này là người thì đều có tham sân si. Và để giải thoát được nha quý vị, thì phải xóa bỏ được cái phiền muộn đó, cái sân si đó. Và để xóa bỏ được cái tham sân si đó
thì phải có một cái phương pháp nào, phải có một cái phương tiện nào. Thì sư Minh Tuệ đã chọn cho chính sư Minh Tuệ con đường khổ hạnh, hay còn gọi là đi theo hạnh đầu đà. Đúng quý vị? À, rồi người ta bắt đầu người ta bẻ lẫn nhau, à, tranh luận. Một bên á, thì nói rằng chọn đi. Một là cô hạnh đầu đà, tức là khổ hạnh. Hai là cô sống sung sướng, à, cô theo những cái dục vọng. À, chọn đi một trong hai cái thôi. Thì thưa quý vị, Thanh Việt xin được trả lời luôn. Nhưng quý vị, thì tùy theo mỗi người. Tùy theo mỗi người. Tuy nhiên, nếu chọn sung sướng, dục vọng, à, dục lạc, thì cái sự bỏ được cái tham sân si sẽ rất là khó. Cực kỳ khó. Còn cái việc tu theo hạnh đầu đà, mình có hủy diệt được tham sân si hay không? Thì thưa quý vị, điều đó là chắc chắn. Chỉ có một câu hỏi được đặt ra, liệu cái người đó có đủ cái căn cơ, nha quý vị, à, cái căn cơ, cái phước đức từ nhiều đời nhiều kiếp để có sức lực đi theo hạnh đầu đà hay không? Và rồi từ câu chuyện này, chúng ta sẽ hiểu được tại sao mà Đức Phật có thực sự nói rằng mọi người không nên đi theo hạnh đầu đà, vì tôi đã từng khổ hạnh và tôi đã không đắc đạo, nên tôi chọn một con đường trung đạo. Có thật sự là Đức Phật nói như vậy hay không? Thì xin mời quý vị nghe tiếp cái phần kế tiếp khi Thanh Việt muốn trao đổi với quý vị về cái gọi là cái hạnh đầu đà và trung đạo. Trong cái đoạn video vừa rồi, quý vị nghe được rất là nhiều cái chữ hạnh đầu đà và trung đạo. Trung đạo là những gì mà Đức Phật giới thiệu đến cho chúng sanh. Đúng quý vị, đạo Phật thật sự là trung đạo. À, tuy nhiên một cái điểm mà mọi người quên thật sự, đó là Đức Phật đã dạy hạnh đầu đà cho những đại đệ tử của mình, chứ không phải là không. Khi Ngài đã đắc đạo, Ngài có dạy cho Phật tử của mình cái hạnh đầu đà. Vì Đức Phật đã biết được rằng đây là những cái phương tiện tùy theo mỗi cá nhân chọn lựa. Nhà quý vị, chọn lựa. Nếu anh chọn sự sung sướng, cái khả năng anh giải thoát thấp. Thấp. Anh chọn hạnh đầu đà, khả năng anh giải thoát giảm được tham sân si rất nhiều. Nhưng liệu anh có đủ sức, đủ cái căn cơ, đủ cái nghị lực để vượt qua những cái chuyện như vậy hay không? Và Đức Phật luôn luôn tán dương cái hạnh đầu đà. Đây là một cái điểm mà mọi người khi phê bình sư Minh Tuệ đã quên được một điều, đó là Đức Phật đã dạy và tán dương hạnh đầu đà. À, vậy thì tại sao người ta lại nói rằng đạo Phật là trung đạo và Đức Phật khuyến khích mọi người thực hiện trung đạo? Thưa quý vị, đây là một cái câu quan trọng. Thế Tôn hay là Phật Thích Ca Mâu Ni khuyến khích chứ không bắt buộc. Khuyến khích chứ không bắt buộc. Thưa quý vị, đây là những cái điểm sáng chói của đạo Phật. Không phải vì Thanh Việt là Phật tử nên Thanh Việt nói tốt cho đạo Phật. Nhưng đây là cái điểm sáng của đạo Phật. Nghĩa là sao quý vị? Mình có quyền chọn lựa. Mọi người bình đẳng mà, mình có quyền chọn lựa. Thế Tôn khuyến khích mọi người cẩn thận khi đi theo hạnh đầu đà. Khuyến khích mọi người nên theo trung đạo. Nhưng quý vị, chứ không bắt buộc. Tùy theo duyên của mỗi người, tùy theo căn cơ của mỗi người. Đức Phật không dung túng những cái dục lạc mà các ma tăng hiện nay của chúng ta đang có. Thế vậy, Thanh Việt không nói là các tu sĩ, nhau quý vị, thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam là ma tăng và đang sống trong dục lạc, không phải. Thanh Việt nói rằng, trong giáo hội có những ma tăng, có những cái hạt sạn, những hạt sạn này có tiếng nói, nhau quý vị, có tiếng nói, đã sử dụng phương pháp dục lạc để mong chờ được giải thoát, hay là sử dụng cái phương pháp dục lạc để tự sung sướng cho mình và biết được rằng mình không thể nào giải thoát được.
Đức Phật cũng không muốn tất cả các Phật tử cứ theo cái khổ hạnh. Đó là Đức Phật không muốn thôi, chứ Đức Phật không bắt buộc. Khác với tất cả những đạo khác, chỉ có một con đường ta chỉ dẫn là đường đúng. Đức Phật không bao giờ chỉ dẫn như vậy. Con đường đi đến cõi Ta Bà, con đường có sự giải thoát thì vô bờ bến. Có rất là nhiều những phương pháp. Có những phương pháp Đức Phật đã dạy nhưng không khuyến khích cho tất cả mọi người. Chứ không phải là bắt buộc mọi người đừng theo, không phải. Đức Phật chính Ngài đã từng tu khổ hạnh. Rồi đại đệ tử của Ngài, đã nhớ quý vị, đó là Ngài Ca Diếp, là một người đi theo hạnh Đầu Đà nhiều nhất và tốt nhất. Rồi chúng ta đã có rất là nhiều vị đi theo hạnh Đầu Đà ở khắp mọi nơi trên thế giới. Tại Việt Nam của chúng ta đã có những cái vị đi theo hạnh Đầu Đà, chứ không phải là không. Không phải Sư Minh Tuệ là người đầu tiên, không phải. Sư Minh Tuệ là hiện nay là người một số nhỏ hay là người duy nhất được chúng ta biết đến đi dọc theo chiều dài của đất nước Việt Nam nhiều lần trong nhiều năm qua liên tục. Thưa quý vị, có những người đã đi theo hạnh Đầu Đà nhưng chỉ được một đoạn đường, hay là từ cái cốc của họ đi xuống núi để đi khất thực rồi trở về cái cốc. Thưa quý vị, hạnh Đầu Đà không phải là một hạnh mà nó có 13 cái. Mình theo được bao nhiêu cái thì tùy vào căn cơ của mỗi người. Phật không ép. Tôn giả Đại Ca Diếp, như Thanh Việt đã nói, nhớ quý vị, đã chọn đời giữ hạnh Đầu Đà. Rồi Đức Phật có khuyên rằng nên bỏ hạnh khất thực đi. Bỏ luôn hạnh Đầu Đà đi. Ta thấy ngươi là sức khỏe già yếu rồi, nên nhận lời mời của các trưởng giả về những cái tịnh xá đó để tu tập. Sức khỏe yếu rồi, nhớ quý vị. Nhưng mà sao quý vị? Nhưng mà tôn giả Đại Ca Diếp cho rằng không, ông muốn vẫn giữ vững cái công hạnh Đầu Đà đó. Và rồi Thế Tôn Như Lai, tức là Phật Thích Ca Như Lai, nghe vậy Ngài tán thán, ca ngợi. Chứ không phải Ngài nói rằng bậy, chỉ có con đường của ta mới đúng. Sai. Đức Phật chưa bao giờ ép một ai đi theo con đường của Ngài. Ngài chỉ hướng dẫn, Ngài phân tích tùy theo căn cơ, có những người được, có những người không làm được. Thưa quý vị, nhưng mà không làm được đó không có nghĩa là không trở thành đắc đạo. Chỉ có điều kiện là đừng có tham vào dục vọng, dục lạc, thì thưa quý vị, sẽ không bao giờ thoát được. Thế Tôn bảo như thế này: lành thay Ca Diếp, thầy có nhiều lợi ích độ người vô lượng, rộng đến tất cả trời, người đều được độ. Vì sao Ca Diếp, nếu hạnh Đầu Đà này được ở đời thì pháp của ta cũng sẽ được lâu dài ở đời. Đây là một cái câu nói cực kỳ quan trọng để đánh tan hết tất cả những cái sự suy nghĩ cho rằng Đức Phật ép mọi người đi theo con đường trung đạo. Không phải, thưa quý vị. Đức Phật khuyến khích, ép khác với khuyến khích. Đức Phật phân tích chỉ dẫn những điểm được, những điểm không được. Nhớ quý vị, để mình làm gì? Mình hiểu và mình chọn theo cái khả năng, theo cái căn cơ của mình. Đó. Đức Phật đã nói nè, nếu hạnh Đầu Đà ở đời này được tồn tại ở đời này thì chắc chắn đạo Phật của ta sẽ được lâu đời ở đời này. Nếu có pháp ở đời thì thiên đạo tăng thêm, ba đường ác liền giảm. Rõ ràng nha quý vị. Vậy là Thế Tôn, tức là Phật Thích Ca, không phải bài bác, không phải ép mọi người bỏ, nhưng khuyến khích mọi người hãy hiểu và nhận xét để rồi đưa ra quyết định mình muốn làm gì. Tại vì sao quý vị? Đạo Phật là đạo công bằng, đạo tự giác, hiểu mới làm. Người đi theo Phật không hiểu Phật, người mang tội còn nặng hơn nữa. Tại sao đó quý vị? Đầu Đà chỉ là một cái phương tiện
phương tiện để làm gì quý vị? Để thoát ly khỏi tham dục. Chỉ đơn giản là như vậy. Hạnh đầu đà tu ở đời thì pháp của ta mới được lâu đời như thanh việc trình bày. Sống giản dị, thanh bần, muốn ít biết đủ, đó là những gì mà sư Minh Tuệ đang làm. Đó quý vị, sống giản dị, trên người chỉ có những cái tấm vải được may lại, được vá lại, được ghép lại từ những cái mảnh vải bỏ ở ngoài đường. Giản dị, thanh bần. Thanh bần, một ngày chỉ ăn một bữa, muốn ít, muốn chỉ một bữa thôi, muốn vừa đủ thôi, biết khi nào là đủ, ngưng. Thưa quý vị, đó là cái con đường mà sư Minh Tuệ chọn. Nhưng quý vị, vì sư Minh Tuệ biết được rằng nếu mình đi theo con đường dục lạc thì chắc chắn sư Minh Tuệ sẽ không bao giờ thoát khỏi và sẽ chìm đắm, không giải thoát được. Vì vậy, sư Minh Tuệ đã làm gì quý vị? Chọn con đường hạnh đầu đà, thích hợp với sư Minh Tuệ. Ngài chọn không có nghĩa là quý vị chọn, thanh việc chọn. Nhưng quý vị, miễn sao quý vị nghĩ rằng phương pháp này tốt cho quý vị. Nhưng hãy để ý, Đức Phật phân tích và nói rằng đi theo con đường dục lạc, nhớ quý vị, sẽ chìm đắm, sẽ khó mà thoát khỏi. Nhớ quý vị, từ vì sao? Lúc nào mình cũng vướng mắc, quan trọng về cái chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện ở. Ở thì phải ở chùa thật to, thật bự, tượng thì Phật thật là đẹp. Nhớ quý vị, vườn thì phải có nhiều loại cây, tượng thì phải nhất Đông Nam Á, nhì Đông Nam Á. Đúng quý vị, rồi ngũ dục, ngũ trần, không bao giờ thoát được. Đó là những điều mà sư Minh Tuệ đã từng ở 2 năm tại chùa và nghĩ rằng không được, mình không thích hợp. Mình có lẽ là không thể nào như các cái vị sư kia nghĩ rằng có thể thoát được dù là sống trong dục lạc. Sư Minh Tuệ không làm được. Sư Minh Tuệ muốn giải thoát thực sự. Và theo ông, cái phương pháp giải thoát thật sự đó là phải sống giản dị, muốn ít và biết khi nào vừa đủ mà thôi. Đây là một cái câu quan trọng. Vừa đủ, vừa đủ cho ngày hôm nay, không nghĩ đến ngày mai. Nếu ngày mai chúng ta không còn, chúng ta không sinh được thì cũng là tùy duyên. Đừng phải suy nghĩ nhiều, hãy để cho tâm nó được thanh tịnh. Đó là một cái đời sống mà có lẽ ngay cả thanh việt và quý vị khó mà thực hiện. Vì vậy, chúng ta chưa chắc mà có thể giải thoát ra được khỏi cái sự tham sân si. Đó là cái khác biệt giữa ta và sư Minh Tuệ. Đúng không quý vị? Quý vị có nghĩ rằng một vị sư có biết bao nhiêu là thổ đất, sổ đỏ, sổ đen, sổ hồng, sổ tím, có biết bao nhiêu tài khoản, liệu cái vị sư đó tâm có tịnh hay không để được đắc đạo không thưa quý vị? Khó lắm. Việc đắc đạo không có nghĩa là mình đi quảng cáo, mình đi hù dọa nhớ quý vị về đạo Phật, hoàn toàn không phải. Mình có đông Phật tử chưa chắc là mình đã đắc đạo. Mình có đông Phật tử chẳng qua là cái miệng mình giỏi. Nhớ quý vị, mình lừa được nhiều người, chưa chắc là mình giỏi, chưa chắc là mình đắc đạo. Thanh Việt vừa mới trình bày cho quý vị những cái thật sự khi mà chúng ta tranh cãi về cái chuyện trung đạo hay là khổ hạnh. Thưa quý vị, đạo Phật không ép. Đạo Phật không ép. Đạo Phật, Phật không bao giờ nói ngươi phải đi theo đường trung đạo, phải đi theo ý của ta thì mới được. Phật chưa bao giờ nói vậy. Phật luôn luôn muốn trung đạo để đừng có tham vào dục lạc như các ma tăng. Cũng đừng có quá khổ nếu mà cái căn cơ của chúng ta không có được. Đúng không quý vị? Thanh Việt xin tạm dừng chương trình ở đây và hy vọng rằng chúng ta sẽ có những cái sự suy nghĩ về con đường tu học của mỗi người. Chúng ta có thể khác bà hàng xóm, chúng ta có thể khác vợ chúng ta có thể khác chồng của chúng ta. Mỗi người có một con đường tu khác nhau. Miễn sao đừng quá chìm đắm, quan trọng về cái chuyện ăn, mặc, ở, ngũ dục, ngũ trần, dục lạc, tham lam,
mà có tham lam thì không bao giờ có thể thoát được, có thể giải thoát được. Thế thì xin kính chúc quý vị một ngày vui vẻ, hạnh phúc và bình an. I love you.